Sáng ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Danh Thép, 30 tuổi, quê huyện Dòng Riền, tạm trú xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, mức án 7 năm tù cho tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, tối ngày 14 tháng 11 năm 2022, Danh Thép lái xe ô tô biển số xanh từ phường An Thới về xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Thép bị mất kiểm soát trong lúc lái, tông vào nhiều thùng rác bên đường, rồi tiếp tục tông vào hai nữ sinh đi xe máy khiến một người tử vong sau đó. Công an xác định, lúc lái xe gây tai nạn, Thép có nồng độ cồn cao và không có bằng lái xe. Liên quan đến xe biển số xanh gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định, chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho một cựu phó ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Ông này dùng xe đổi cho một cựu phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang để lấy đồng hồ. Cựu phó phòng cảnh sát giao thông lại bán xe cho người đàn ông khác. Trong lúc ông này đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì con trai ông cho Thép mượn xe. Tối ngày 14 tháng 11 năm 2022, Thép lái xe gây tai nạn, dẫn đến cái chết thương tâm của nữ sinh 16 tuổi.